Ngày hôm nay Melia mang tới cho các quý cô một set đồ công sở thanh lịch và năng động. Với thiết kế lần này sẽ là sự kết hợp của dáng áo kiểu cách điệu và một dáng quần suông huyền thoại. Đầu tiên thì chúng ta hãy cùng giới thiệu dáng áo này trước nhé. Áo sẽ có chất liệu là tech mỏng cao cấp, lên form dáng rất là đẹp và phù hợp trong thời tiết mùa hè cho các quý cô này. Với tông màu chủ đạo là trắng đen kết hợp lại với nhau và có điểm nhấn là một hàng cúc bọc tạo cảm giác sang trọng cho các quý cô. Với dáng cổ tròn như thế này thì còn tạo cảm giác trẻ trung nữa phải không ạ? Phần tay của chúng ta sẽ là dáng tay lỡ này để vừa vặn che khuyết điểm vùng bắp tay chưa thon gọn cho các quý cô nhé. Và nhìn xuống sự kết hợp ngày hôm nay đó chính là dáng quần ống suông với chất liệu blend cao cấp. Dáng quần ống suông thì có lẽ Lan Anh không cần phải nói quá nhiều rồi, bởi vì với dáng quần này không chỉ là hack chiều cao cho mọi người mà còn có thể che giấu được mọi khuyết điểm một cách hoàn hảo nhất nữa. Vậy thì còn chần chờ gì mà chúng ta không dinh ngay một thiết kế vừa có thể mặc đi làm, đi chơi, đi dạo phố hay đi trà chiều cùng với bạn bè như thế này nhỉ? Mọi người có thể lựa chọn hai hình thức mua sắm. Nếu có thời gian, xin mời quý cô sẽ ghé thăm các showroom gần nhất của Melia trên toàn quốc. Còn không có thời gian, hoàn toàn mọi người có thể đặt comment ngay trực tiếp dưới video này. Khi mua hàng online thì mọi người đều được kiểm tra hàng trước khi thanh toán và được miễn phí ship đấy ạ. Melia, mặc đẹp để thành công.